Chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng của kênh Cầu Chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện và xin sự hướng dẫn trong cuộc sống của mình, tất cả chúng ta đều cần sự giúp đỡ về một số quyết định của mình hoặc trong những thời điểm khó khăn. Mỗi người trong chúng ta đều có một sự hiện diện thiêng liêng đang trông chừng chúng ta. Và do đó chúng ta mong đợi sự hiện diện của thần thánh này sẽ được lắng nghe. Sự hiện diện thiêng liêng này dưới hình thức các thiên thần hộ mệnh, và chính họ nghe thấy những lời cầu nguyện, hy vọng và ước mơ của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều có những thiên thần hộ mệnh của riêng mình, những người gửi sự giúp đỡ và bảo vệ cho chúng ta. Thông thường các thiên thần hộ mệnh của chúng ta gửi cho chúng ta những tín hiệu và thông điệp mang câu trả lời cho những lời cầu nguyện của chúng ta và sự hướng dẫn mà chúng ta cần. Những thông điệp này không bao giờ trực tiếp, chúng không rõ ràng. Một số người, những người đã tăng cường trực giác của họ, có thể hiểu ý nghĩa của những tín hiệu này mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Bạn đừng bao giờ bỏ qua những dấu hiệu do các thiên thần hộ mệnh gửi đến cho bạn. Bạn nên luôn cố gắng hết sức để nhận biết các dấu hiệu và ý nghĩa đằng sau chúng. Hãy nhớ rằng các thiên thần hộ mệnh thường sử dụng các con số để gửi tin nhắn của họ, vì các con số có một ý nghĩa đặc biệt. Có lẽ bạn nhận thấy một con số cụ thể trên đồng hồ của mình. Bạn bị thu hút để nhìn vào đồng hồ vào cùng một thời điểm chính xác mỗi ngày. Nó là một dấu hiệu từ các thiên thần hộ mệnh của bạn, và nó là con số thiên thần của bạn. Nếu dãy số 1100 là con số bạn vẫn thấy, thì chính xác con số này là con số thiên thần của bạn. Nó mang đến cho bạn thông điệp từ những thiên thần hộ mệnh của bạn. Khi bạn tìm ra ý nghĩa đằng sau con số thiên thần này, bạn sẽ tìm ra những gì các thiên thần hộ mệnh của bạn đang cố gắng nói với bạn. Điều này sẽ cung cấp cho bạn sự hướng dẫn và giúp đỡ thiêng liêng. Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào trong việc phân tích số thiên thần 1100 và ý nghĩa của nó, video này là thông điệp dành cho bạn. Và khi bạn nhìn thấy dãy số 1100 từ video này, đây là dãy số thiên thần dành cho bạn. Khi cố gắng tìm hiểu ý nghĩa đằng sau một con số thiên thần và thông điệp mà nó mang theo, trước tiên bạn phải phân tích ý nghĩa của các con số riêng lẻ tạo nên số thiên thần đó. Chúng ta có thể thấy rằng số thiên thần 1100 được tạo ra bởi số 1 và số 0. Chúng ta cũng có thể nhận thấy rằng số 1 và số 0 xuất hiện 2 lần trong dãy số thiên thần này. Vì vậy, nó là một số thiên thần đặc biệt. Còn số 1 là dấu hiệu của sự khởi đầu mới, là người tiên phong, quyết đoán và chủ động đi đầu. Nó biểu thị sự độc lập, duy nhất, tiến bộ và thăng tiến. Nó có những rung động mạnh mẽ của tham vọng và sức mạnh ý chí mạnh mẽ. Con số này có những rung động để thể hiện qua sự trung thực và chính trực. Màu sắc của nó là đỏ và vàng. Con số này cũng đề cập đến sự tích cực, hạnh phúc, cảm hứng và tình yêu. Nó được liên kết với sự tự tin, uy quyền, thành tựu và thành công. Đó là số của người có khả năng sử dụng tài nguyên tốt và có hoài bão lớn. Số 1 tượng trưng cho việc học cách đứng vững và phát triển tính độc lập. Con số 1 là con số mà từ đó mọi biểu hiện bắt đầu. Năng lượng của nó là động cơ khởi đầu cho những khởi đầu mới và hành động mới, phương hướng và ý tưởng mới. Nó đại diện cho nhiều cơ hội mới, rời khỏi vùng an toàn của chúng ta và tạo ra thực tế của chính chúng ta. Tất cả các biểu hiện đều bắt đầu từ đó. Số 0 là dấu hiệu của sức mạnh, nguồn năng lượng vũ trụ, không có bắt đầu và không có kết thúc. Đó là dấu hiệu của mọi thứ là vô hạn, mọi thứ và tuyệt đối. Không có bắt đầu hay kết thúc bằng con số 0. Một vòng tròn mà tâm của nó ở khắp mọi nơi. Con số này quét đầy ảnh hưởng và dao động của những con số mà nó xuất hiện. Nó đại diện cho sự phát triển của các khía cạnh tinh thần và một cuộc hành trình tâm linh.
và là dấu hiệu của sự tự do khỏi những giới hạn của thế giới vật chất. Nó bao gồm các thuộc tính của tất cả các con số khác và đưa người đó đến gần hơn với sức mạnh của vũ trụ. Số 0 biểu thị tiềm năng và sự lựa chọn, lắng nghe trực giác, sự thống nhất và tính tổng thể của bạn. Nó liên quan đến dòng chảy chu kỳ liên tục, điểm bắt đầu. Con số 0 tượng trưng cho sự vĩnh cửu, vô tận, thống nhất và toàn vẹn. Nó không bao giờ nói về cá nhân, mà luôn nói về cái toàn thể bao trùm thiên thần số 1100, là lời nhắc nhở từ các thiên thần hộ mệnh. Bạn phải chú ý và lắng nghe những mong muốn, suy nghĩ và trực giác bên trong của bạn, vì chúng sẽ dẫn bạn đến con đường đúng đắn. Các thiên thần hộ mệnh của bạn đang nói chuyện với bạn thông qua nội tâm của bạn, để sự hướng dẫn của họ sẽ đến với bạn như trực giác của bạn và luôn dẫn bạn đến đúng nơi, giúp bạn đi đúng hướng để đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Ngày nay, chúng ta rất dễ bị lạc trong sự hỗn độn của cuộc sống hàng ngày của chúng ta, vì tất cả chúng ta đều sống nhịp độ nhanh và căng thẳng. Tuy nhiên, bạn sẽ không bao giờ phải chiến đấu một mình, và các thiên thần hộ mệnh của bạn sẽ luôn gửi đến bạn sự trợ giúp. Bất cứ khi nào bạn cần hướng dẫn hoặc tư vấn, hoặc cần giúp đỡ để tìm ra con đường phù hợp trong thời điểm khó khăn, họ sẽ gửi thông điệp của bạn thông qua bản năng và quyết định trực quan của bạn. Sự thức tỉnh và giác ngộ về tinh thần đang ở rất gần bạn, và việc chăm chỉ rèn luyện phẩm chất cũng như những dự án tâm linh sẽ đưa bạn đến gần hơn nữa. Mọi suy nghĩ và dự định của bạn phải tập trung vào sứ mệnh của tâm hồn và mục đích sống trong giai đoạn tương lai. Điều quan trọng là phải biết chính xác vai trò của bạn trong cuộc sống. Và khi bạn làm vậy, bạn cũng sẽ biết cách bạn có thể cải thiện bản thân và trở thành một người thậm chí còn tốt hơn hiện tại. Rung động của bạn phải cao và tích cực, vì điều này sẽ cho phép dồi dào năng lượng tích cực tràn vào cuộc sống của bạn, cũng như cuộc sống của những người xung quanh bạn. Bất cứ thứ gì bạn gửi vào vũ trụ sẽ trở lại cuộc sống của bạn. Bình yên và niềm vui là phương thuốc tốt nhất sẽ chữa lành cho bạn và những người xung quanh bạn. Và trong tương lai của bạn, có thể sẽ có nhiều bình an và niềm vui. Những câu nói hàng ngày, thiền định và cầu nguyện là cách tốt nhất để đạt được điều này. Và chúng cũng có thể giúp bạn tập trung tốt hơn vào mục tiêu của mình và vượt qua mọi rối loạn tinh thần. Thái độ sống tích cực của bạn sẽ thu hút nhiều điều tốt đẹp trong tương lai. Suy nghĩ tiêu cực tạo ra những khuôn mẫu tiêu cực, đồng thời thu hút những năng lượng và trải nghiệm tiêu cực. Đây là điều bạn nên luôn ghi nhớ và tham gia vào các hoạt động tích cực hơn, thể hiện việc sử dụng tốt thời gian quý báu của bạn. Thời gian không bao giờ có thể quay trở lại. Bạn phải dành thời gian sử dụng sự sáng tạo, tài năng và kỹ năng của mình. Thiên thần số 1100 đang nói với bạn rằng hãy chú ý nhiều hơn đến sự nhạy cảm bên trong của bạn. Bạn cần tìm hiểu thêm về suy nghĩ và cảm xúc của chính mình, ý nghĩa của chúng và nguồn gốc của chúng. Điều đó rất quan trọng, bởi vì trực giác và suy nghĩ bên trong của bạn đang hướng dẫn bạn rất quan trọng. Vì vậy, bạn phải hòa hợp với nội tâm của mình. Điều này có thể đạt được thông qua lòng yêu thương bản thân và tin tưởng vào khả năng và cảm xúc của bạn. Trước hết, bạn phải tin tưởng bản thân và xem xét cảm xúc của mình bất cứ khi nào bạn nghĩ rằng bạn phải làm vậy. Bạn cũng phải chú ý đến những dấu hiệu và con người mà cuộc sống cản trở bạn. Điều quan trọng là bạn phải hiểu biết sâu sắc về mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Một thái độ can đảm và quyết tâm là cần thiết cho nhiệm vụ này. Vì vậy, bạn cần phải hiểu rất rõ về bản thân và cố gắng cải thiện sự tự tin của mình. Thiên thần số 1100 cũng đang bảo bạn hãy gạt bỏ những điều phiền nhiễu, năng lượng tiêu cực và những con người độc hại sang một bên. Thời gian của bạn phải tràn ngập năng lượng tích cực và các hoạt động mang tính xây dựng. Đây không có chỗ cho bất kỳ loại tiêu cực nào, ngay cả khi nó đến từ những người bạn đã quen biết từ lâu. Hãy tin tưởng vào kế hoạch mà các thiên thần hộ mệnh của bạn đã lập trình cho cuộc sống của bạn, và để bản thân bạn trải nghiệm hương vị độc đáo và tuyệt vời
của việc hòa nhập hoàn hảo với vũ trụ trong sự tích cực và vui vẻ. Không có thời điểm nào như hiện tại, và các thiên thần hộ mệnh của bạn đang nhắc nhở bạn rằng mỗi ngày là một cơ hội để bạn khám phá tất cả vẻ đẹp của thế giới này và những con người trong nó. Mỗi khi bạn đưa ra một lựa chọn đúng đắn, nó sẽ mở ra một con đường mới lạ thường, đưa bạn đến gần hơn với việc thực hiện ước mơ của mình trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, bao gồm cả tình yêu. Hãy xóa bỏ tất cả những hình bóng của quá khứ ra khỏi trái tim bạn và cho phép bản thân tự do di chuyển và đón nhận tất cả tình yêu và niềm vui. Hãy tin tưởng vào bản thân và bản năng của bạn, vì sự tin tưởng này cũng là tin tưởng vào các thiên thần hộ mệnh của bạn, vì họ hướng dẫn bạn thông qua nội tâm và trực giác của bạn. Bạn không nên sợ hãi khi rời khỏi vùng an toàn của mình và theo đuổi ước mơ của mình. Bây giờ là thời điểm thích hợp để hướng tới sứ mệnh của tâm hồn và mục đích sống của bạn. Bạn sẽ tìm thấy thành công và hạnh phúc, chỉ cần tin tưởng và tự tin và quyết tâm làm việc dựa trên tâm linh của bạn, vì bây giờ là thời gian cho sự khai sáng tâm linh của bạn, đánh thức ý thức tâm linh của bạn và thanh lọc cảm xúc của bạn. Cố gắng nâng cao năng lượng tinh thần của bạn thông qua thiền định, cầu nguyện và những câu nói tích cực. Luôn rèn luyện tính kiên nhẫn và thấu hiểu người khác, đồng thời giúp nâng cao nhận thức tinh thần của người khác bằng cách truyền cảm hứng và dẫn dắt họ loại bỏ mọi năng lượng và rung động tiêu cực, cả từ bên trong bạn và từ những người xung quanh bạn. Chỉ gửi những suy nghĩ và năng lượng tích cực đến vũ trụ. Tìm kiếm các hoạt động cho phép bạn sử dụng các kỹ năng và khả năng của mình một cách hiệu quả và thể hiện tài năng thiên bẩm của bạn, giúp khai sáng hành tinh này với sự nhiệt tình và vui vẻ. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.